Hôm nay mình hướng dẫn kiểu mới ha. Thì hôm nay là mình tiếp tục hướng dẫn một form pyjama nữa. Pyjama kiếm này thì là mình sẽ làm pyjama tay liền nha. Tay liền tức là từ thân áo nó liền qua tay luôn, chứ nó không có phải ráp cái tay rời nha. Cái dạng tay cánh dơi á, nhưng mà nó không phải cánh dơi rộng lụng thụng như là áo len mình ha, mà mình làm cánh dơi rất là nhẹ, tay liền, dạng tay liền cánh dơi thôi. Thì pyjama này dành cho mấy bạn trẻ ha, mấy cái bạn tuổi teen, mấy bạn trẻ mặc rất là thích hợp. Với lại thêm nữa, nếu chị em mình mà có mặc cái pyjama dạng này á, thì may quần lỡ, hoặc một là quần lỡ, hai là may đầm ha, để mặc. Thì chút xíu nữa mình sẽ minh họa cho chị em mình xem ha. Bây giờ mình cho số đo. Thì bắt đầu vô là mình đo cái áo mình cũng vẫn có như thường lệ là chiều dài. Chiều dài là 62. Vai, vai trung bình ha, vai trung bình là 30, may vai bình thường nha, là 35. Rồi tay. Tay là tầm 10, 18 ha. Rồi tay 18 tức là mình may cái tay vừa mặt đó nha, không có dài lắm. Rồi kích. Kích là 88. Eo 76. Nách. Nách 1 là 38. Nách 2 là 32. Nách 1, nách 2, nách 3. Nách 3 là 28. Rồi cổ ha. Cổ là 36. Rồi mông ha, lúc nãy mình quên nói cái mông rồi. Mông. Mông là mình ghi kích eo tới mông luôn nha, tại mình nói hơi sót xíu, mông 94. Mình lấy số ro này để mình làm cái chuẩn mình hướng dẫn mấy bạn ha. Thì đây. Rồi xong ha, thông số có rồi. Bây giờ tiếp tục là mình nói về cái mẫu đồ của mình sắp thực hiện. Thì cái này là mình chỉ lấy giấy mình cắt ra cho nó nhanh thôi, tại vì bởi vì là mình vẽ thiết kế gì nó lâu lắc lắm. Thì tiện đây thì gói nha. Lúc này là nhà mình có gói đầy đủ rồi ha. Chị em mà đặt gói mình thì mình sẽ lần lượt gửi hết. Xui cho mình là khi mà mình làm không kịp, mình gửi hơi chậm cho chị em. Nhưng mà tới khi gói mình nó đã kịp rồi, mai kịp rồi, làm kịp rồi thì lại dịch ha. Cái dịch giờ ra đang gửi rất là khó, shipper nó giao chậm lắm. Thì mình sẽ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái form là quần cục, quần pyjama, quần cục hoặc quần lỡ. Ở đây là một cái form quần cục. Quần cục nhưng mà mình sẽ cho góc bầu phía bên hông bên đùi nha. Mặt nó rất là nhìn mặt đồ này nó tuy là nó kín cổ, kín tay nhưng mà mặt nó hở đùi nó rất nhìn rất là đẹp luôn. Thì cái đây là mình viền nha, đường này đường viền của mình. Rồi đây nếu như mà cái áo pyjama của mình là như thế này. Để mình xếp chút xíu lại rồi mình nói cho chị em mới hình dung được. Đây cái áo pyjama mình như thế này. Mình giả sử cái quần của mình còn xếp lại phân nửa đi. Đây phân nửa cái quần của mình ha. Thì khi mình mặc lên nó như thế này. Đây. Là cái bộ đồ mình nó sẽ như thế này ha. Ở đây là cái quần cục. Đây thông thường là cái quần cục mình mang như vậy. Rồi xong khi mình mặc cái áo lên nó phủ xuống ha, nó phủ xuống một nửa mông thôi. Thì cái áo cái tay mình là cái vai mình xuống liền tay luôn. Rồi xuống liền luôn, mình viền xuống đây rồi mình lại đánh cong xuống đây, nó không có đường ráp tay ha. Thì vẫn là pyjama thì vẫn là bâu lăng tông. Vẫn là bâu lăng tông hoặc bâu chữ B hoặc bâu sam hoặc bâu cánh én tùy ý mình ha. Hoặc là cổ tim dựng cũng được. Thì mình may như thế này. Xong rồi á, mình sẽ may một cái túi con phía bên trên. Nhưng mà cái túi phía bên tay trái chứ không phải phía bên đây nha. Tại vì mình vẽ minh họa thôi. Đó ha, là mình cái thân áo mình nó sẽ như thế này, mình đơm nút bình thường. Xong nếu như chị em nào mà không có thích mặc áo thì chị em mình sẽ may đầm. Đây mình sẽ minh họa cái đầm. Đây cái đầm thì chị em mình vẫn cắt y như vậy. Nhưng mà chị em mình cắt cái phần kích y như cái thông số mình hướng dẫn, cái công thức mình hướng dẫn, nhưng mà phía dưới chị em mình sẽ làm rộng thêm. Rộng thêm để tạo ngang bụng mình đừng có bị chật ha. Mình cứ lấy thông số đó mình cộng thêm là được. Chị em thích nhiều thì cứ cộng nhiều, thích ít thì cứ cộng ít ha. Thì mình cộng đúng cái chiều dài đầm mình lại cắt cái giặt bầu gốc. Mình cắt giặt bầu gốc. Mình cắt vuông đi rồi mình sẽ cắt góc lên để mình tạo góc, thì khi mình mặc lên một cái đầm nó rất là kín đáo, nó có tay có cổ lịch sự lắm, nhưng mà mình may hơi hở đùi chút xíu cho nhìn cho nó dễ thương nha, sexy chút xíu nha. Đó thì cái đầm pyjama của mình luôn, mình ứng dụng vô tay liền luôn ha. Đó rồi bắt đầu nha, bây giờ mình bắt đầu làm thân sau. Thân sau của mình đầu tiên mình cũng kẻ như thường lệ ha, mình bỏ xuống chừa mình chút xíu là mình chuẩn bị mấy cây thước.
Đầu tiên thì mình sẽ kẻ đường phấn từ ở trên xuống 1,5. Từ đường bìa xuống ha, 1,5. Mình kẻ ngang một đường. Thường là đồ mình đầu tiên là mình bước đầu tiên của mình ha. Đây là thân sau nha. Rồi tiếp theo nữa thì bây giờ tiếp theo thì là như thường lệ mình sẽ xuống cái cổ sau của mình ha, là 3,5 hoặc 4 phân. Bạn nào ốm kích khoảng tầm 80 ha, 82 đổ lại ha, thì xuống 3,5. Bạn nào lớn hơn, kích lớn hơn 82 thì mình nhích lên 4 nha. Người nào mà to hơn chút xíu nữa, mập béo hơn xíu nữa thì lên hơn 4 xíu. Ở đây là mình lấy 4 nha. Hạ xuống 4 phân. Rồi ngang cổ thì mình lấy cổ chia 6 cộng 2. Cổ mình là 36, 6 lần 6 là 36. Là mình 6 mình cộng 2 là 8, mình đo qua 8. Rồi 8 phân xong mình chỉ lấy cái thước mình kẻ thôi. Nếu chị em mình nào mà không có thước, để mình hướng dẫn cho chị em không có thước nè. Chị em không có thước thì mình sẽ kẻ ngang một đường. Đây mình sẽ kẻ ngang một đường. Xong rồi mình sẽ gạch cái góc này xuống nha. Đây mình gạch góc này xuống. Mình tạo một cái hình chữ nhật. Xong rồi chị em mình sẽ phải tự đánh cái vòng tròn này ha. Còn nếu chị em mình có thước rồi. Cái thước này nó không có nhiều tiền, nó chưa đầy 100 ngàn ha. Là bằng inox toàn bộ hết, nó không gỉ không xét gì hết, xài rất là bền. Mình đặt thước lên mình giảng cái là chính xác luôn. Rồi tiếp tục ha, là vai chia 2. Ở đây vai của mình là 35, mình chia 2. Vai 35 chia 2 là 17,5. Mình sẽ đo qua 17,5, đo từ đường phấn bên đây ha. 17,5. Rồi mình sẽ hạ cái vai này xuống. Mình hạ vai xuống là 2 phân. 2 phân hạ vai, 2 phân đổ lại nha, đừng có lố 2 nha. Đây mình hạ xuống 2 đây. Rồi mình sẽ nối cái đường hạ vai này. Mình sẽ kẻ cái đường hạ vai này. Đây cái vai mình đến đây. Rồi xong ha. Tiếp theo nữa là mình đo cái tay, mình đo nối cái tay ra luôn, chứ mình không có vẽ cái tay riêng bên ngoài nha. Hôm nay mình nối cái tay luôn. Thì cái tay mình luôn là cái tay mình số đo là, thí dụ như đo 12 thì mình xuống 12, đo 13 xuống 13, đo bao nhiêu xuống bao nhiêu ha. Ở đây cái tay của mình là đo xuống 18 phân. 18 phân. 18 phân là may cái tay dài nha. Tay này là dài xuống dưới, chị em mình thích may ngắn thì thụt lên ha. Mình thấy cái tay 18 phân là nó tương đối dài, mình lấy cái tay 16 phân đi, mình sửa cái số đo lại nha. Cái số đo 18 phân nó hơi dài. Nó dài chị em mình mặc nó sẽ nhìn nó sẽ mệt, nó nóng nực cái tay mình ha. Mình lấy cái tay 16 thôi. Có thể là lấy 10 cũng được nha. Mình lấy 16 thì mình đo từ cái vai mình xuống 16 phân. Mình đo nối tiếp xuống luôn, mình đo theo cái đường xéo này nè ha. Mình nghiêng sợi dây thước mình đo xuống luôn. Là 16 phân. Mình lấy dấu nhẹ thôi nha, lấy dấu nhỏ thôi. Rồi tiếp tục nữa là mình hạ cái vai này xuống. Mình hạ cái vai này xuống là mình lấy số đo. Mình lấy số đo là vai. Vai này là số đo này là vai là 35. Vai là 35 mình chia 10 là 3,5. 3,5 mình nhân cho 3. 3,5 mình nhân cho 3 là 9, là 10,5 ha. Là mình trừ lại 1,5. Nói chung là cưng lấy như vậy dễ tính nhất nè. Vai chia 10 trừ 5 ly rồi nhân lên 3. Chị nói vậy dễ hiểu hơn ha. Tức là vai mình là 35, mình chia cho 10 là được 3,5. Thì mình trừ lại 5 ly là còn 3. 3 mình nhân lên 3 là 9. Mình lấy xuống 9. Tính vậy nó dễ hơn ha. Rồi mấy em sẽ gạch từ đây xuống, xuống cái vai. Nhưng mà ở cái đường này mình phải gạch thước mông nha, mình phải gạch thước cong nha. Có thước thì mình nên gạch thước cong, để cho cái độ vai mình nó sẽ mềm nha. Đây, nó sẽ mềm xuống như thế này. Còn chị em nào không có thước thì gạch thước thẳng. Nhưng mà thước thẳng mình cũng phải có một chút xíu cong lên nha. Cong lên khoảng tầm chừng khoảng 2 ly, 3 ly nha, chứ mình không có lấy đã thẳng được nha. Thì ở đây làm cái vai của mình chiều ngang này, lúc nãy là mình lấy xuống tới đây nè, mình lấy dấu cho nó ngay luôn. Mình dời cái dấu xuống ha. Rồi mấy đứa cưng sẽ gạch cho chị một đường. Đường vai. Rồi xong ha. Mình cân đối cái vai mình để cho nó đều nha. Lỡ như cái đường này mấy em gạch không ngay lắm thì mấy em cứ dời thước lại xíu để gạch cho nó đều nha. Cho nó có cái độ cong mềm mượt xuống.
Rồi xong thì mình xin lỗi nha, bởi vì mình làm video mà mình không có thông báo, cho nên là khi mà sáng mình lên video này thì chị em biết là tối mình không kịp trả lời mấy chị đừng buồn em nha, tại em đang quay video em không trả lời được, là cái độ vai của mình. Còn nếu như chị em mình mà nếu như mà có thước cong, mấy chị em mình lấy theo thước cong ha, nó có lệch một chút xíu ba ly cũng không sao ha, lấy từ A đến Z luôn cũng được. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ làm cái cửa tay của mình. Cái áo này vẽ khác những cái áo thông thường. Áo thông thường mình lấy mấy cái thông số ngang trước ha, còn cái này mình lấy từng đoạn từng đoạn. Thì bây giờ là ở cái vai của mình nè, mình lấy như thế nào thì nó dễ lắm. Mấy em cứ đo nó bằng bằng cái đường sườn vai mình, thấy mấy em kẻ xéo vô nè ha, mình kẻ xéo vô, mình gạch xuống, mình gạch xuống bao nhiêu. Thì bây giờ chị sẽ cho thông số trước rồi mình đặt thước rồi mình đo thông số luôn nè ha. Nhớ là đo bằng cái từ đây vô đây 4 phân là bằng ha, chắc chắn là vô 4 phân bằng, chứ trên đây mình không cần can ha. Đây là chị cho là nhìn cái thước này là đặng dễ hiểu nè, đây nè, nó bằng y đường phấn luôn, cái đầu này bằng y đường phấn luôn là được ha. Đây nó bằng y nè, đó bằng y rồi ha. Đầu này thì nó không bằng được bởi vì mình có tính 4 phân đầu hả nha. Rồi cái đoạn này xuống bao nhiêu thì mấy đứa cưng sẽ lấy cho chị là nách 2 chia 4, nách ê xin lỗi, nách số 2 chia 2, nách số 2 chia 2 cộng thêm 5 ly. Cái nách số 2 của mình là 32, mình chia 2 là được 16, mình cộng 5 ly là 16,5. Đây là 16,5 đây. Cưng sẽ gạch 16,5 gạch lên đây. Đánh dấu ngay 16,5 ha. Nách 2 chia làm 2 cộng 5 ly. Rồi xong. Nếu thích cửa tay rộng thì cộng thêm 1 nha. Thích cửa tay rộng thoải mái thì cộng thêm 1. Rồi tiếp tục là mình đã có cái thông số ngang cái đường nách của mình rồi, thì mấy đứa cưng hãy đo từ đường nách lên tới cái đường phấn đầu tiên của mình là bao nhiêu thì mình hạ bao nhiêu. Đây là 24. 24 ha, thì mình sẽ đo, chỉ là chị không cần đo nha. Đây chị có thước gốc nè ha, chị không cần đo ha, chị chỉ canh bên đây nó bằng. Nó bằng với cái lớp giấy của mình. Nó bằng nè ha, thì bên đây nó bằng là cưng gạch ngang thôi. Có thước gốc thì chị em mình làm dễ nha, nhưng mà mình hướng dẫn cho mấy bạn không có thước gốc ha, thì mình đo trên đây xuống 24 thì bên đây mình cũng xuống 24 ha, để cho nó khớp. Rồi mình sẽ canh thước gốc mình gạch ngang. Rồi ha, mình đã có đường phấn kích rồi. Thì kích mình lấy chiều ngang kích mình là bao nhiêu? Thì mình là lấy kích chia 4 cộng 1,5. Kích của mình là 88 mình chia cho 4 là 22. 22 mình cộng 1,5 là 23,5. Mình đo đúng qua 23,5 đây, chị đang đo 23,5 đây ha. 23,5. Cộng 1,5 nha. Rồi tiếp theo mình có cái dấu kích ở đây rồi. Tiếp theo mình sẽ hạ eo. Hạ eo là 13 phân. Từ kích mình lấy xuống thêm 13 phân. Như mấy bạn trẻ nha, mấy bạn trẻ thì muốn hạ eo sâu hơn vẫn được nha, bởi vì mấy bạn trẻ cái eo rất là nhon, kéo cái eo xuống sâu không sao nha. Còn mấy người lớn tuổi như chị á, thì là sẽ phải lấy xuống 13 ha. Nếu như chị em không có thước thì đo hai dấu để gạch, còn có thước thì cứ canh cái thước gốc thôi, gạch nó rất là nhanh luôn, không cần phải đo nhiều. Mình gạch một đường eo. Rồi ngang eo của mình thì mình sẽ lấy là eo chia 4 cộng 2, hoặc muốn rộng thì cộng 3. Thì cái eo của mình là số đo eo của mình là 76, mình chia cho 4 thì là được 19 cộng 2 thì là 21 ha. Nếu mình thích rộng thì mình nhích ra ha. Bây giờ mình cộng 2,5 luôn cho thoải mái nha, là 21,5. Còn nếu thích rộng thì cứ cộng rộng thêm. Rồi thì bây giờ là mình nối cái đường kích này lại. Đường kích xuống eo này mình nối lại. Rồi xong, mình nối lại xong ha. Còn cái phần này mình lấy liền lên nè. Chị em mình dùng thước đá cái phần này liền lên. Cái tay mình nó liền có chút xíu ở đây thôi nha. Còn nếu chị em mình thích mặc cái tay dài xuống, ví dụ như nãy cái tay 18 thì nó sẽ kéo dài xuống đây, thì đương nhiên nó sẽ dài ra đây, nó sẽ kéo vô đây ha. Rồi nếu như mà mình mang cái tay 20 hai mấy thì nó sẽ dài xuống đây, sẽ kéo lên đây. Nhưng mà cái này mang tay búp là được rồi, mang tay dài quá nó lượm thượm lắm. Rồi xong chiều dài ha. Chiều dài thì mình nhớ chiều dài làm đo từ mí cổ. Dài cộng 3 phân lai. Chiều dài áo của mình là 62, mình cộng 3 là 65. Cái này chị em mình thích mang dài thì cứ cắt dài xuống ha, thích ngắn thì cắt ngắn lên. 62 mình cộng 3 là 65. Rồi mình cũng gạch ngang một đường.
Rồi ngang cái lai áo của mình thì mình lấy mâm chia 4 cộng 1. Mâm chia 4 cộng 1,5. Mâm chia 4 cộng 1 hoặc 1,5 ha. Mình lấy mâm chia 4 cộng 1, tức là cái mâm của mình, số đo của mình là 94, mình chia cho 4 được 23,5, mình cộng 1 là 24,5. 24,5. Mình thích rộng thì mình cộng nhiều hơn ha. Ở đây là mình hướng dẫn cái form trung bình thôi. Rồi mình sẽ nối cái đường sườn này lại. Xong mình may mình nhớ ha, nếu như mà chị em nào mà có cái nay bụng, bạn trẻ thì mấy bạn trẻ thì cắt thẳng như vậy được ha, có nay bụng thì hạ từ eo xuống thêm cho chị là 13 hoặc 14 phân, người nào cao thì tuột xuống 14 ha. Xuống 13 phân. Lại đá ra 2 ly. Đá ra ngoài 2 ly cho chị ha. Là mình tạo cái độ cong của cái hông của mình để bảo đảm cái áo mình á, cái form áo mình nó sẽ đẹp nha. Còn nếu mà nó lệch một chút xíu là nhìn cái form nó không có đẹp mắt. Đó, mình chỉ đá ra chút xíu để ngang cái nay bụng nè, nó nhích ra một tí nị ni thôi. Rồi tiếp theo là mình cũng vét cái lai áo mình lên. Cứng 1 phân, hơn 1 phân ha, nhưng mà không tới 1,5 nha. Rồi chiều ngang mấy đứa cưng cũng chia đôi cho chị. Chia đôi ra. Để mình vét cái lai áo mình lên. Rồi mình sẽ vét lên ha, mình dùng thước. Mình vét lên. Rồi xong, cái áo mình đã vẽ xong thân sau ha. Bây giờ chị chừa đường may nha. Cái áo này là cái dạng không ben nha. Mấy cưng nhớ là cái áo này dạng không ben. Thích may ben á, mấy đứa cưng có thích may ben á thì may chút xíu thôi, may cái ben nhỏ xíu thôi. Ở đây nếu chị em nào sau này mà chị em nào cần nha, may ben sườn thì mình sẽ hướng dẫn ben sườn. Còn nếu như bình thường thì không cần phải ben sườn ha. May áo cho em bé thì không cần ben sườn, nhưng mà người lớn thì có cái ben sườn nó sẽ đẹp hơn. Khi mà mình hướng dẫn thân trước thì mình mới hướng dẫn cái ben sườn ha. Bây giờ cái đường cổ mình chừa đường may nè, mấy đứa cưng nhớ ha. Lúc nào cái cổ chị cũng cho chừa đường may chiều ngang, mà chị không cho chừa chiều xuống. Bởi vì sao mà, tại sao chị không cho, à cắt đứt đường phấn thì chị cộng cái cổ này nhỏ lại chút xíu thôi, mình cắt luôn. Mình cộng chi lớn rồi mình chừa đường may một đoạn lại, một đoạn không chừa. Bởi vì có những cái bâu liên quan nó cũng sẽ giống như vậy. Chị sẽ hướng dẫn như vậy là chị có cái lý do của chị ha. Thì khi mà mấy đứa cưng sẽ theo dõi từ 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 thì sẽ thấy cái phát huy cái này nó sẽ có hiệu quả. Rồi cái này chừa một phân ha. Đường sườn này mình chừa một phân. Đây đường sườn này mình chừa một phân đường may. Cái đường này mấy đứa cưng cắt nó hơi thẳng hơn xíu vẫn được nha. Chứ đừng có vòng cong nhiều quá, nó cũng sẽ không đẹp, mà nhưng mà nó thẳng quá cũng không được nha. Nó thẳng xẹp lép như vậy luôn thì không được nha, mặt nó không đẹp nha. Cho nên nó phải có cái độ cong lên một chút. Đó là chị mới hướng dẫn dùng cây thước đó. Nó có cái độ cong một chút. Rồi cái lai tai này mình cũng chừa một phân nha. Ở đây là cái lai tai của mình nè. Đó, mình chừa một phân. Rồi kích mình cũng chừa một phân. Cái áo này thường là không chừa lớn lắm, mấy đứa cưng chừa nhỏ nhỏ thôi, phía trên này chừa nhỏ nhỏ nè. Có dưới lai thích chừa lớn hơn để chừa trừ mình trừ trường hợp mà nói ra nói vô thì mấy đứa cưng chừa dưới hơi lớn hơn chút, nhưng mà chị chừa đều nha. Bởi vì mình mai chắc ăn là nó mặc vừa không có gì hết, cho nên mình không cần phải sợ. Rồi phần này mình cũng sẽ chừa một phân. Rồi xong mình cắt nha. Đây là thân sau. Nếu như chị em mình cắt đầm á, thì mình sẽ nói xíu nè. Chị em mình cắt đầm á, thì bắt đầu chị em mình sẽ cắt tới cái eo này vừa nè. Từ đây lên đây vẫn vừa, cái form vừa mặt nó mới đẹp nha. Rồi chị em mình sẽ xéo ra cái đầm của mình nè. Nè, xéo ra cái đầm, tự động đây nó sẽ rộng ngang bụng mình thôi, nó không chật thôi ha. Cái độ rộng thì chị em mình cân đối theo ý thích. Bây giờ mình cắt đường ngoài ha. Rồi tiện đây em nói chút xíu siêu nữa. Thì là kéo em nói ha, kéo này thì là em không có, không phải là em bán, nhưng mà em xài thì chị em hay hỏi em để em chia sẻ. Chị em mình nhìn lưỡi kéo nè, nó rất là nhọn, rất là mảnh luôn. Cho nên là sau khi em mua thì em có cái thợ, người ta sẽ chỉnh sửa lưỡi kéo lại theo cái ý muốn của em á. Cho nên em xài nó lâu lắm rồi mà nó không lục. Nhưng mà cái kéo này em cảnh báo trước, nếu chị em mình lỡ mà rớt mạnh, bỏ mạnh xuống là nó sẽ bị cuốn cái lưỡi. Bởi vì cái lưỡi người ta làm sắc rất là sắc. Cho nên là cái kéo này thì xài phải kỹ nha, rớt thì nó không im.
Mình mua thật sự mình mua nó rẻ tiền chứ không phải bằng cái giá em đưa cho mấy chị đâu. Bởi vì là em phải chạy đi 10, 10, 18, 20 cây á, em mới đi đến cái chỗ thợ làm cho em được. Với lại thêm nữa đó là em nói chung là mình gửi đi thì mình cũng phải đóng gói, phải tiền ship, tiền này tiền kia, rồi cái công người thợ người ta lấy tiền của mình nữa. Đó, thì cái kéo này là nó có hai cái trường hợp khác nhau, sẵn đây em nói luôn. Nó có nhiều lắm. Thí dụ như cái kéo này là nó mắc hơn. Cái kéo này là hiện tại là em cho ra mắc hơn, còn kéo này nó rẻ hơn. Thì là như thế này. Bởi vì cái kéo này đương nhiên là hai cái kéo này chênh lệch giá là nó như thế này. Cái kéo mà cái kéo em đang cầm nè ha, cái kéo này thì mấy chị cắt dải dải mỏng. Những dải mỏng mấy chị dùng kéo này xài rất là bền. Còn kéo này thì nó xài dải dày nha. Nếu mấy cái này mà chị xài dải mỏng á, xài dải dày là dải dày không, còn chị xài dải mỏng á chị cắt nó sẽ dễ bị trợt, nó trợt dải. Nhưng mà xài dải dày rất là ok. Còn kéo này thì xài dải mỏng là nó không bị trợt luôn. Thành ra là mình thường là em mấy chị nhờ em mua là em thường là em mua hai cái để chị mấy chị em mình tiện sử dụng. Rồi, tiếp tục ha, em cắt cái áo tiếp tục. Cái độ cong cũng vừa phải nha, chứ chị em đừng có đánh cong vòng nhiều quá lên cái nó sẽ gồ cái vai mình lên, nó sẽ không đẹp nha. Thẳng luôn thì cũng không được, nhích lên một chút là được rồi. Rồi mình sẽ cắt. Thích cái tay dài thì dài xuống thêm, thích cái tay ngắn thì giật lên thêm. Rồi mình cắt ngang cái lai luôn. Cái áo này chị em mình may giặt bầu vẫn được nha. May giặt bầu lên vẫn dễ thương. Giặt bầu gốc thì như thế này nè. Đây này chị nói chút xíu giặt bầu gốc cho mấy em nè. Đây nè mấy em cứ kê thước này vô nè. Nè mấy em canh cái gốc cho chị. Hoặc là mấy em thích góc bầu thì mấy em canh cái góc bầu như thế này nè. Thì mấy em canh thì mấy em chừng nửa viền theo cái góc lên. Mình thích tới đâu mình nhìn tới đó, nó sẽ thành cái góc bầu thôi. Mình có cây thước nè. Nè ha, mình kéo cái góc bầu lên tới đây, mình dời cái thước mình kéo bầu lên. Xong rồi là mình cắt ngang đây, chừng nữa mình viền từ đây vòng lên nó sẽ thành giặt bầu. Nhưng mà đây chị hướng dẫn giặt ngang nha. Đây là xong cái thân sau rồi, thì chị sẽ hướng dẫn cái thân trước sau ha. Cái video sau chị làm thân trước, rồi mình kết thúc video ha.